Chào các bạn, hôm nay chúng ta thực hiện cấu hình Dynamic NAT trên router Cisco. Thì trong cái bài tập này, người ta yêu cầu chúng ta là cấu hình router Cisco sao cho các máy tính trong mạng có thể tuần tự truy cập hệ thống bên ngoài thông qua địa chỉ IP thật. Thì với mô hình này á, thì chúng ta sẽ có một cái router gồm hai interface là Fastnet 0.0 và Fastnet 0.1. Thì với interface là Fastnet 0.0 sẽ giao tiếp với mạng nội bộ ở bên trong, và với interface là Fastnet 0.1 sẽ giao tiếp với môi trường mạng bên ngoài. Thì ở trong mô hình này á, thì với router chúng ta sẽ có một dãy địa chỉ dùng để cấp phát, và cái dãy đó nằm trong khoảng từ là 200.1.1.129 đến 200.1.1.158, là gồm 30 cái địa chỉ IP dùng để cho phép các máy bên trong có thể được NAT ra bên ngoài. Thì với cái mô hình này á, thì một cái máy tính có địa chỉ là 192.168.1.192.168.101.2 khi có nhu cầu cần truy cập một cái máy tính bên ngoài có địa chỉ IP là 200.1.1.2, thì như vậy nó sẽ gửi một gói tin đến router, và trên router sẽ làm công việc là chuyển đổi cái địa chỉ sụ từ cái địa chỉ 192.168.101.2 thành một trong những địa chỉ IP trong cái dãy dùng để cấp phát là 200.1.1.129, và sau đó mới gửi cái gói tin đó tới cái máy mà có nhu cầu cần nhận. Thì mục tiêu của cái bài tập này á, là giúp cho chúng ta hiểu rõ cách thức chuyển đổi địa chỉ IP trong Dynamic NAT, cho chúng ta biết cách thức cấu hình một cái Dynamic NAT như thế nào khi mà chúng ta làm việc trên router của Cisco. Thì để thực hiện cái bài tập này thì chúng ta sẽ thực hiện qua từng bước sau. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ đặt địa chỉ IP cho các cổng giao tiếp. Thì để đặt địa chỉ IP cho cổng giao tiếp, chúng ta sẽ kết nối đến router thông qua cổng console. Chúng ta sẽ di chuyển vào mode Global Configuration và chúng ta sẽ kết nối tới từng interface. Với interface F0.0, chúng ta sẽ đặt địa chỉ IP cho nó để có khả năng giao tiếp với môi trường mạng bên trong. Và sau khi mà chúng ta đặt IP xong, chúng ta sẽ dùng lệnh là no shutdown để enable cái cổng giao tiếp đó lên. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ đặt địa chỉ IP cho cổng giao tiếp F0.1 là dùng để giao tiếp với môi trường bên ngoài. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất được quá trình đặt địa chỉ IP cho cổng giao tiếp. Bước kế tiếp, chúng ta thiết lập IP NAT Inside trên cổng giao tiếp F0.0 là interface mà giao tiếp với môi trường mạng nội bộ. Để cấu hình IP NAT Inside trên router, trên interface trong của router, chúng ta sẽ di chuyển vào mode là Global Configuration. Tại đây chúng ta sẽ kết nối vào interface F0.0 và thực hiện cái lệnh là IP NAT Inside. Như vậy chúng ta đã cấu hình xong cái IP NAT Inside trên cái interface F0.0. Bước tiếp theo, chúng ta thiết lập IP NAT Outside trên cổng giao tiếp F0.1. Tại router, chúng ta sẽ cấu hình interface F0.1 và chúng ta thực hiện lệnh IP NAT Outside. Như vậy, chúng ta đã hoàn tất được quá trình cấu hình IP NAT Outside trên router. Bước tiếp theo, chúng ta thực hiện cấu hình NAT động cho các máy tính trong mạng có thể truy cập ra bên ngoài. Để cấu hình NAT động, thì công việc đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình một cái dãy địa chỉ IP dùng để thiết lập NAT. Để thực hiện, chúng ta dùng lệnh là IP NAT pool với cái tên của cái pool đó, giả sử mình đặt là test, và chúng ta sẽ đặt cái địa chỉ bắt đầu của cái pool là 200.1.1.129 với địa chỉ kết thúc là 200.1.1.158 với cái net mask tương ứng là 255.255.255.224. Sau khi đặt cái dãy địa chỉ xong, chúng ta sẽ thiết lập một cái asset list
và cho phép tất cả các máy trong mạng có thể truy cập được ra bên ngoài. Asset list với cái asset list number là 1 và cái permit của nó là any cho tất cả những host bên trong. Sau khi thực hiện hai câu lệnh trên, chúng ta mới tiến hành thực hiện vấn đề gọi là cấu hình cái nắp động. Để thực hiện nắp động, chúng ta dùng lệnh là ibnat inside inside với inside sort sort với cái list là asset list mình đặt là 1 như đã mô tả bước trên, và với cái pool là test mình đã mô tả hai bước trên. Thì sau khi mình đặt những cái câu lệnh này xong, tức là chúng ta đã hoàn tất được quá trình cấu hình Dynamic NAT trên router Cisco. Bước kế tiếp chúng ta cần thực hiện đó là chúng ta sẽ kiểm tra xem quá trình nó thực hiện NAT như thế nào. Để kiểm tra từ máy tính ở bên trong có địa chỉ là 192.168.101.2, chúng ta thực hiện lệnh ping đến một cái host ở bên ngoài có địa chỉ là 200.1.1.2. Thì thông tin nó sẽ trả lời lại cho chúng ta bằng những cái dòng reply. Khi ta nhìn thấy dòng reply, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đã kết nối được tới cái máy có địa chỉ là 200.1.1.2. Thì chúng ta có thể kiểm tra bằng cách nó quay lại router, chúng ta thực hiện lệnh show IPNAT translation để xem quá trình nó chuyển đổi IP, là cái nó sẽ gán địa chỉ là 200.1.1.129 là giá trị đầu tiên trong cái dãy cấp phát, nó sẽ chuyển đổi từ IP nội bộ là 192.168.101.2 thành cái địa chỉ là 200.1.1.129. Thì đó là toàn bộ quá trình chúng ta thực hiện NAT. Như vậy đó là toàn bộ quá trình chúng ta thực hiện cấu hình NAT động trên router của Cisco.